giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông báo để được theo dõi những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức Sao Việt nổi bật nhất trong ngày. Lễ đưa tiễn của danh ca Thái Thanh được phát trực tuyến từ Mỹ. Vào sáng ngày 24 tháng 3, một người thân của gia đình danh ca Thái Thanh cho biết lễ tang của cố nghệ sĩ sẽ diễn ra trong phạm vi gia đình và được livestream trên Facebook vào ngày 25 tháng 3, tức rạng sáng ngày 26 tháng 3. Hiện ở bang Cali đang có lệnh cấm tụ tập nơi đông người, vì thế lễ tang chỉ diễn ra dưới sự hiện diện của những người thân trong gia đình. Quý vị yêu mến tiếng hát của danh ca Thái Thanh và muốn chia sẻ sự mất mát lớn lao với gia đình, đưa tiễn cố nghệ sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng, sẽ theo dõi tang lễ qua livestream. Trước đó, trong cáo phó, gia đình ca sĩ Ý Lan cũng thông báo thông tin không nhận phúng điếu và vòng hoa tại lễ tang. Đồng thời họ mong mọi người yêu mến tiếng hát Thái Thanh cầu nguyện cho bà thay vì tham dự lễ tang do dịch bệnh. Danh ca Thái Thanh qua đời vào sáng ngày 17 tháng 3. Bà tên thật là Phạm Thị Băng Thanh, sinh ngày 5 tháng 8 năm 1934 tại Hà Nội. Bà đi hát và thành công từ năm 14 tuổi. Bà nổi tiếng cùng ban hợp ca Thăng Long của gia đình. Đến năm 1950, bà hát solo và lấy nghệ danh Thái Thanh. Nhiều năm qua, bà được giới chuyên môn đánh giá là đệ nhất danh ca của dòng nhạc tiền chiến và dòng nhạc tình ca lãng mạn của nhạc sĩ Phạm Duy. Danh ca Thái Thanh không thể học lớp nhạc chuyên nghiệp nào, tự luyện giọng từ nhỏ theo các lối hát dân ca và sách nhạc tiếng Pháp. Bà đã tạo ra một cách hát riêng biệt, kết hợp giữa opera và dân ca Việt Nam. Bà sang Mỹ định cư cùng gia đình năm 1985, đến năm 2002, nữ danh ca giải nghệ. Năm 2000, bà bị tai biến mạch máu não, phải nhập viện cấp cứu. Năm 2015, gia đình đã tổ chức một đêm nhạc thính phòng mang tên Vinh Danh Thái Thanh, tiếng hát vượt thời gian, với sự tham gia của bà cùng nhiều ca sĩ nổi tiếng của thế hệ sau như Tuấn Ngọc, Ý Lan, Trần Thu Hà. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.